Nam mô A Di Đà Phật, kính thưa toàn thể đại chúng. Ngày hôm nay ban tổ chức chúng con lại nhận một tin vui vãng sinh nữa. Chúng con xin chia sẻ cùng với toàn thể đại chúng. Xin ban tổ chức chuyển tới cho con camera minh lập. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni chứng minh, kính bạch lão cư sĩ Diệu Âm, kính thưa ban tổ chức đường Zoom cùng quý liên hữu đồng tu. Pháp môn tịnh độ phát khởi từ tâm niệm A Di Đà Phật, không phân biệt chấp trước. Dù hoàn cảnh nào, có duyên chúng ta đều hỗ trợ. Như cụ Diệp Thị Dương, pháp danh Diệu Thanh, ngụ tại số nhà 14, đường 21/4, phường Phú Bình, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Cụ sống hiền hòa, làm công quả khắp các chùa trong thành phố. Cụ ăn chay được 20 năm, nhưng là cụ là gốc đạo Cao Đài, từ cha mẹ đến bây giờ vẫn giữ. Khi phát bệnh ung thư không chữa trị được, bà yêu cầu chồng và bốn người con là hai trai hai gái tìm mời ban hộ niệm. Khi bà ra đi rồi, hộ niệm cho bà đến khi Phật đến rước. May thay cụ là người, bà con chú bác với vợ chú Kỷ. Chú đã đến gieo duyên phân tích, gia đình đồng ý thực hiện theo, hóa giải oan gia, lạy Phật sám hối, phát nguyện vãng sinh cực lạc. Ban hộ niệm lại giao cho gia đình để hỗ trợ đến ca khác. Đến 21 giờ ngày 14 tháng 4, nhằm ngày rằm tháng 3 năm Nhâm Dần, khai thị niệm Phật đến 21 giờ 40 thì bà ra đi. Sau 12 tiếng niệm Phật trợ duyên, sắc tướng cụ rất đẹp, miệng ngậm, mắt nhắm, tay chân mềm mại. Gia đình bên đạo Cao Đài đã lo hậu sự, ban nội niệm có giao lại cho gia đình. Ban nội niệm luôn luôn cầu nguyện cho hương linh cụ Diệp Thị Dương, pháp danh Diệu Thanh, được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc, sớm quay lại ta bà cứu độ chúng sinh. Nam mô A Di Đà Phật ạ. Có tay thật lớn để cảm ơn đức của ban nội niệm. Là gia đình. Nam mô A Di Đà Phật, kính thưa toàn thể đại chúng. Chư Tổ có dạy người hành hộ niệm là người đang thay chư Phật, chư Tổ đang thay chư Phật tiếp độ chúng sinh. Xin đại chúng cho một tràng pháo tay lớn hơn nữa để cảm niệm công đức và tri ân các ban hộ niệm đã, đang và sẽ đưa pháp môn hộ niệm đến từng người bệnh, đến từng gia đình để cứu nhau một đời xa lời lìa lục đạo, luân hồi xa lìa tam ác đạo, đi thẳng về Tây Phương Cực Lạc trong một báo thân này. Nam mô A Di Đà Phật ạ. Amen.